Quý vị có thể nhìn thấy trên tay tôi đang cầm một cái tờ mà tuyên truyền về Pháp Luân Công nhé. Đây nhé, chân tướng Pháp Luân Công. Đấy, nó là một hình thức tờ rơi. Và ở đây chính là bệnh đây là cái khu nhà chờ của bệnh viện ca. Bây giờ là đang là 6 giờ sáng. Khi tôi đến đây có công việc thì tôi đã nhặt được một cái tờ mà tuyên truyền của Pháp Luân Công. Đây là một trong những cái mà rất là nguy hiểm mà nhà nước của chúng ta đã cảnh báo. Đấy, tôi không đọc hết cái này, nhưng đây là một cái tờ rơi mà phát tại một cái này là không được phép. Đây là quy định pháp luật, đây là vi phạm quy định pháp luật. Đây là các cái tổ chức mà đang hội nhóm mà đang tập Pháp Luân Công biến tướng. Cái này nó sẽ rất là nguy hiểm, ngay nó phát ngay ở trong cái khu nhà chờ này luôn. Đấy, thấy chưa, chứng tỏ là nó đi phát tờ rơi này là quá nguy hiểm, ông ạ, bố nhận không? Đấy. Đấy, rất nhiều chữ, tôi sẽ cầm về cái này về để tôi đọc xem nào. Đấy, Lý Hồng Chí đây, đại sư Lý Hồng Chí này. Cái vụ mà ở Pháp Luân Công ở Cao Bằng, ông như nào? Ông kể. Cao Bằng cũng manh nha, những cái trường hợp này thì nó khởi đầu nó cũng lúc đầu đấy. Cũng khởi đầu là lên tuyên truyền rồi tổ chức các đối tượng giả cả tin theo nó, sau đó tập thì hình thức cũng như mọi người biết nó là biến tướng của cái phản động thôi. Đúng rồi. Thực ra đây là cái loại hình mà theo quy định pháp luật Việt Nam thì chưa được nhà nước công nhận, cái loại này không được kiểm soát. Đây là vi phạm pháp luật rồi, nên là rất là nguy hiểm. Mọi người tập. Nhưng cái thời điểm mà Pháp Luân Công ở trên Cao Bằng thì nó Việt Nam. À, tức là ở trên Cao Bằng nó diễn ra mấy năm được không? Nó diễn ra mấy năm được, vừa rồi cũng phá được đặt chính quyền địa phương tỉnh Cao Bằng của chúng ta quan tâm đến vấn đề này, đã giải quyết được rất nhiều cái vụ việc mà tập trung ở những nơi công cộng. À, mang đi cái tập khí, cái mục đích của nó là lôi kéo thêm nhiều người, nó lôi kéo vào và thực hiện theo màu sắc chính trị luôn, lôi kéo thực hiện mục đích rất thì nguy hiểm. Cao Bằng là rất là Cao Bằng nghiêm. Thì nghiêm rồi, nên là hiện tại bây giờ thì cái chuyện mà công khai là không có, nhưng mà theo như tôi biết thì trên đó vẫn ngấm ngầm đang hoạt động manh nha, tụ tập, tức là nó vẫn còn âm ỉ. Không, vẫn đang manh nha là tụ tập kêu gọi mà nó đi, nó tuyên truyền như thế này mới kinh khủng như ông nhỉ. Nó tuyên truyền tờ rơi như này, có khi ông con mình đi vào trong kia đi. Đi vào đi. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đây là một cái khu nhà chờ, một khu nhà chờ tại bệnh viện ca của Hà Nội. Hôm nay tôi có việc tại đây. Đấy. Và đây, mọi người có thể nhìn thấy ngay ở trong cái khu nhà chờ của người nhà bệnh nhân ở đây thì Pháp Luân Công đã tuyên truyền vào tận đây bằng những cái tờ rơi như thế này. Đây là một cái sự mà rất là nguy hiểm. Cái này là chúng ta phải lên án, bởi vì cái này là nhà nước của chúng ta không cho phép hoạt động cái tổ chức này tại Việt Nam, mà tại sao lại còn có những tờ rơi như thế này. Đây. Và sẽ có rất là nhiều người không hiểu biết và rất dễ có thể bị lôi cuốn. Đây là một cái vấn đề mà rất là nhức nhối này. Một cái vấn đề này là một cái vấn đề mà chúng ta cùng chung tay với xã hội để tẩy chay. Đấy, trong khi đó là chúng ta có thể nhìn thấy đất nước của Việt Nam của chúng ta ngày càng thay đổi như thế này. À, đúng không ạ? Bệnh viện thì rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ, rất là nghiêm chỉnh luôn. Trong khi đó là các cái tổ chức nó thực hiện như thế này, nó tuyên truyền vào đây, vào tận đến các bệnh viện Pháp Luân Công. Đây là một trong những cái mà chúng ta phải lên án, không thể chấp nhận được. Xin gửi tới những cái mà rất là thực tế. Đây là tình cờ vô tình mà tôi ngồi trong khu nhà chờ của bệnh viện ca và tôi nhặt được một cái tờ này, tờ rơi như thế này.